Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12, 2021. Và chỉ cần vài giờ thôi là chúng ta đã bước sang năm 2022. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đón giao thừa tích tay nha anh em. Đón giao thừa online với các bạn của mình. Chỉ có vài đứa thôi anh em ạ, trên máy tính của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi tắm rửa rồi dọn cái phòng của tôi anh em nhìn nè. Cái phòng của tôi rất là dơ. Đó anh em thấy đồ tùm lum nè, ba lô nè, anh em thấy cái bàn làm việc của tôi nè. Rất là dơ luôn, cho nên bây giờ tôi sẽ đi tắm rửa rồi đi lên dọn nha anh em. Rồi tới đợi vài giờ thôi là chúng ta đã tới năm 2022. Ok. Tạm thôi. A few moments later. Ok, bây giờ tôi đã tắm rửa rồi đầu xong. Chảy đầu nè anh em. Đầu. Ý. Ok, thì bây giờ tôi sẽ gọi là dẹp cái phòng của tôi, tại vì tôi nằm rất là ngứa rồi. Cái chiếu á, cho anh em xem. Tôi sẽ cho anh em xem cái chiếu dưới này nó có những cái gì sau khi mà mình đã xài một thời gian á. Thì đây cho anh em xem. Đây. Để cho anh em xem. Đây, vô đây. Cái chiếu đúng không? Này dưới là cái nệm này tôi dở lên cho anh em xem nè. Đỏ, anh em thấy gì chưa? Tôi không biết, nhưng mà ở ngoài ấy thì nhìn, ở ngoài thì nhìn rất là rõ anh em nhìn nè. Những cái bụi nè anh em, kinh kìa. Kinh chưa? Đó, anh em thấy không? Đó, đây nè. Đó. Thấy gớm chưa? Để anh em nhìn cái này là nhìn thấy dễ rõ nhất nè. Đó. Còn bên trong nè anh em nhìn, ui trời ơi. Ok. Thế đó cho nên là tôi mới bắt đầu dọn cái phòng này. Chứ không mà tôi cũng không dọn đâu anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu lấy gối lấy mền lên. Ok, hiện tại mình đã xong hết rồi anh em ạ. Đây, cái chỗ ngủ của mình đã xong rồi. Bây giờ những cái chai nước đồ của mình nè, mình sẽ dọn dẹp hết đó. Ok, nãy giờ tôi mới được thấy cái đầu tóc của tôi anh em, ghê nhỉ. Rất là lâu tôi không đi cắt tóc anh em nhìn nè. Trời ơi, nó dài tóc tôi anh em nhìn, nó dài vãi cái nồi luôn ấy. Anh em nhìn nó sau lưng nè. Bây giờ tôi sẽ đi ra đằng trước nhà cho các bạn xem nó như thế nào ha. Ok, tôi sẽ đi nè. Đây rồi. Đây. Đây là trong phòng của bà nội mình nè. Bữa giờ cách ly á anh em. Này, để đồ trong này hết trơn luôn em. Hôm nay hết rồi. Đấy, xoay. À, tôi có những cái máy đo nhịp tim nè. Tôi sẽ đo nhịp tim cho anh em xem. Mình sẽ bỏ cái ngón tay vô đây nè anh em. Cầm máy quay khó quá anh em ạ. Mình sẽ bỏ ngón tay vô đây và mình sẽ bấm cái này. Nó sẽ nhảy lên nè anh em nhìn nè. Đó, nhịp tim nó nhảy anh em thấy không? Đó. Là ở đây là 92. Ở gì? À, cái nồng độ oxy trong máu là 99. Nhịp tim là 110 mấy nè anh em. Đấy.
Đây, cho anh em xem này. Đó. Nè. Thấy rất là gõ nhưng mà tại vì cái máy mình nó không có bắt nét được á, anh em nhìn nè. Đó. 112 giờ cái này là 99. Đó, cái này là bên này là nồng độ oxy trong máu, này là nhịp tim anh em ạ. Đấy, cho anh em thấy tim nó chạy không? Ok. Đấy. Anh em thấy không? Ở trước này. Anh em xem này. Này con mèo ở đó này. Hey you. Gió quá, tháo rồi mới đi được nè ba. Hey. Mày thấy đạn như thế nào? Sao làm cần hơi trở nên. Đây nè, mà đây là cái những cái đây là cái khu vực mà nhà mình sống này. Đấy. Thấy ha? Giờ gọi là thành phố F1. Anh em nhìn nè, đó, thấy chưa? Cao quá nào luôn, nó cao bằng tôi rồi đấy. Nhưng mà gió á. Tôi đánh cầu lông với nó, anh em nhìn nè, gió quá. Ok đâu. Ok. Bây giờ tôi sẽ đánh cầu lông một chút rồi tôi sẽ về ấy tiếp nha anh em. Đây, tôi xin chào các bạn. Đây là anh Đạt. Làm gì Đạt? Mình thiết kế khẩu trang. Ok, bây giờ tôi sẽ về lấy cái bành, đá bành với hình liền. Khẩu trang mang bị lọt được phải không? Ừ, bị lọt rồi. Bước chân lang thang. Tính ra định đi chơi đó trời. Sao không đi? Sao không đi? Hết tiền đó nha. Ok. Hiện tại là 10:30. Đây. 10:30 ngày 31/12. Bây giờ tôi sẽ đi xuống nhà ăn mì. Phui luôn. A few moments later.